Vì tình thương con, giếm mẹ vượt đường dài. Ở những vùng thôn quê, người dân chủ yếu lấy rơm rạ là những gốc lúa đã gặt xong đem về nhà chất thành đống để làm thực phẩm cho gia súc và còn làm nhiên liệu thay củi đốt để nấu ăn. Những đống rơm này thường sẽ được chất trong sân thành những đống rất cao như là một ngọn núi Tí Hon. Và đây cũng là nơi mà lũ nhím rất thích ở. Thế nên những đống rơm trong nhà dân ở vùng quê thường có hang nhím ở trong đó. Con trai, con đi lấy ít rơm cho ngựa ăn đi con. Dạ, thưa ba. Ủa, cái gì đây? Trong đống rơm nhà của anh Lý có nhím đang ở. Một nhím mẹ và ba chú nhím con mới sinh ra chưa được bao lâu. Ba ơi, ba ơi, mau qua đây coi nè. Ở đây có một hang nhím. Thật hả? Xem ra con nhím đã lấy chỗ này thành ổ sinh của nó đó. Ba chú nhím con này có vẻ là chỉ mới sinh được có mấy ngày thôi à. Thôi được rồi con trai à, bà kệ chúng đi. Con mau cho ngựa đi ăn đi. Mấy hôm sau, anh Lý có việc đánh xe đưa con trai đi theo một chuyến đến một thị trấn ở vùng ngoài cách nhà khoảng 100 dặm. Con trai, hôm nay con đi theo ba lên thị trấn có việc nha. Dạ, dạ được. Nếu mà lên thị trấn thì tối nay không có được về sớm đâu. Con đi chuẩn bị đồ đi. Dạ. Được rồi, bọc theo ít rơm để dành cho con ngựa ăn luôn nha con. Dạ vâng, con đi lấy liền. Cậu bé tìm một cái bao bố, rồi lấy từng bó, nhét vào cái bao đó. Nhưng mà cậu bé đã không có để ý. Trong khi cậu đang gom đống rơm thì cũng đã mang luôn nhím mẹ bỏ vào trong cái bao bố đó mất rồi. Chừng này đủ rồi con. Hoàng hôn đã dần buông xuống. Anh Lý lo công việc xong rồi đánh xe ngựa tìm đến một nhà nghỉ bình dân. Tối hôm nay mình ngủ ở đây nha con. Bà chủ à, cho chúng tôi một phòng nghỉ ở đây nha. Được à, mời anh vào trong. Xe ngựa cứ cột ở đó. Nhưng bà, ở chỗ tôi không có thứ gì cho ngựa ăn đâu. Không sao, chúng tôi đã tự đem theo rồi. Con trai, con đi cho ngựa ăn đi con. Dạ. Cậu bé lấy cái bao bố từ trên xe ngựa xuống. Nhưng khi cậu đang lấy rơm ra thì bỗng có cái gì đó lăn ra chích vào tay của cậu. Ây da, đau quá. Cái gì đâm trúng tay con rồi? Ba ơi, ba nhanh coi đi nè. Ôi trời, sao cả nó mà con cũng đem theo vậy? Con đâu có biết đâu. Chắc là lúc con đang chốc rơm thì sơ ý bỏ nó vô trong bao bố đó. Ba ơi, bây giờ phải làm sao? Giờ còn làm sao được nữa? Chỉ đợi ngày mai rồi mang nó về nhà thôi chứ sao. Chỉ là ở nhà vẫn còn ba con nhím con đang đợi bú sữa mẹ, phải chịu đói cả một ngày. Ba ơi, mấy con nhím con đó còn nhỏ lắm. Nếu mà một ngày không uống sữa có bị sao không? Ba cũng có biết đâu. Ngày mai phải tầm giờ này mới về tới nhà. Trong thời gian dài như vậy, khó nói trước chúng nó có chết đói hay không. Vậy phải làm sao giờ ba? Không còn cách nào đâu. Trước tiên chúng ta cứ cho nó vào trong bao đã. Ngày mai mình sẽ cố hết sức về nhà sớm. Nè nhím mẹ, ngày mai chúng ta đã trở về nhà rồi. Con của mày nhất định sẽ không sao đâu. Được rồi, chúng ta đi nào. Sáng ngày hôm sau, cậu bé vừa tỉnh dậy bèn chạy ra sau giường mở bao để xem con nhím mẹ còn ở trong đó không. Thế nhưng sau khi mở bao ra, cậu kinh ngạc vì chẳng thấy con nhím đâu nữa hết. Con nhím đâu rồi? Sao không thấy con nhím nữa? Ba ơi, ba ơi, ba mau đến đây đi. Sao vậy, có chuyện gì con? Ba ơi, con nhím mất tiêu rồi. Sao không thấy nó nữa? Hay là nó chạy đi mất rồi? Chúng ta mau đi tìm nó đi. Nhưng anh Lý và cậu con trai tìm kiếm sau giường rất lâu mà vẫn không tìm thấy được con nhím mẹ đâu cả. Nó chạy đi đâu được chứ? Bà thấy chúng ta không tìm được đâu. Đừng tìm nữa, chuẩn bị lên xe ngựa, chúng ta về nhà.
Con nhím này sao lại chạy lung tung vậy? Hay thật, đi mất tiêu luôn. Bà chú nhím ở nhà phải biết làm sao đây? Lần này đúng là hết cách rồi. Ba ơi, nhím còn có dễ nuôi không ba? Ba cũng không biết, phải nuôi thử mới biết được con à. Cái con nhím mẹ này cứ như vậy mà đi lung tung, nó không nghĩ tới ba đứa con của nó ở nhà hay sao chứ? Thôi được rồi, chúng ta về thôi con. Anh Lý bắt đầu cho xe ngựa chạy, khởi hành quay về nhà. Trên đường đi, cậu bé tâm trạng ủ rũ, chẳng buồn nói chuyện gì. Vừa lúc hoàng hôn buông xuống, xe ngựa cuối cùng cũng đã về đến làng. Vừa đến cổng, cậu bé nôn nóng nhảy xuống xe, chạy đến xem ba chú nhím con. Nè con gấp cái gì vậy? Con muốn xem thử ba con nhím trong nhà như thế nào. Ba ơi, ba mau đến đây xem đi. Nhím mẹ trở về rồi. Nó về? Thật hả? Nó đã tự trở về sao? Ba ơi, ba vào coi đi. Thật sự là nó ở trong đó đó. Quả nhiên, nhím mẹ đang nằm ở trong đó, ngửa bụng ra cho nhím con bú sữa. Vết thương chằng chịt trên bụng nhím mẹ, có một số chỗ còn đang chảy máu rất nhiều. Đúng là lạ thật. Sao nó có thể trở về? Đường xa cỡ đó, sao nó về được đây chứ? Máu, ba ơi, bụng nó có máu, nó bị thương rồi. Bà biết rồi, vết thương đó là bị đá cào rách đó, cũng chẳng biết làm thế nào được. Đường xa như vậy mà về được tới đây, con nhím này thật là quá giỏi. Nó tự mình chạy về đây đó, nhưng mà sao nó biết đường được chứ? Đường thì xa mà nó còn ở trong bao nữa. Đúng vậy, sao nó biết đường về được chứ? Cho dù là một đoạn đường người đi qua một lần cũng chưa chắc là đã nhớ được. Bà nghĩ chắc là do mối liên kết tình thương của nó với con. Lộ trình xa như vậy mà nó cũng có thể nhớ đường được sao? Bà nghĩ là vậy. Đây chính là sức mạnh của tình mẹ đó con. Nam mô
Mi Đa Phật. Nam mô A Di Đà.